Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube CCTV Vlog, kênh mới nhất của Hoàng Zone Chacha TV. Mong rằng các bác ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like video, nhấn thông báo. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Chủ đề hôm nay thì đa dạng, nhưng mà không biết có điểm chung gì không. Nhưng mà tôi xin chia sẻ đôi điều với các bác thế này. Đầu tiên, không biết là một cái tin gì khủng khiếp. Tôi xin chia sẻ với các bác rằng là mình phải dùng cái từ là không biết một tin gì khủng khiếp mà thị trường, như các bác có thể nhìn thấy một cái màu mà người ta gọi là màu máu. Lâu lắm rồi mà có thể nói rằng là sập một cách kinh khủng như thế này. Kinh khủng khiếp, các bác có thể nhìn 59,99 điểm giảm và âm 4,7% toàn thị trường. Tất cả một màu đỏ rực hoặc một cái màu xám, có thể nói kinh khủng. Tin gì mà lại có thể rằng là mọi người kinh khủng thế? Thật sự rất rất khủng khiếp. Ngày hôm nay, xin thưa với các bác, tôi có một cái thói quen là hay cập nhật những cái vấn đề liên quan tới kinh tế, xã hội, chính trị thế giới. Và buổi sáng ngày hôm nay thì thật sự đáng nhẽ chúng ta phải đón nhận những cái tin rất là vui. Ví dụ như là Tim Cook thì đang dự bờ hồ, nhưng mà lại không thấy có một cái kế hoạch nào đó là gặp các lãnh đạo của chúng ta, giống như rằng là anh chủ của NVDA trước dạo bờ hồ uống cà phê rồi vân vân nọ kia. Thế nhưng giá vàng thì xin thưa với các bác rằng là tăng một giá vàng SJC là tăng 1,7 triệu đồng một lượng. Tỷ lệ, nghĩa là tỷ giá đô la Mỹ với cả đồng Việt Nam đồng thì hiện nay lên tới tận 25.550 đồng cho một đô la Mỹ. Một sự lên rất là khủng khiếp. Và thị trường thì như các bác có thể nhìn thấy xuống một cách kinh khủng. Và ở đây chúng ta thấy rằng là các bác nhìn thấy đã giảm 56,58 điểm và hiện nay đang giảm xuống còn 4,42% tại thời điểm mà tôi làm video clip này. Lúc trước thì đang là 4,7%. Và các màu đỏ rực, thị trường mà giảm xuống khoảng độ tầm gọi là mười mấy điểm phần trăm hoặc là 20 điểm phần trăm thì nó đã là một cái sự khủng khiếp rồi. Nhưng đây là xin thưa với các bác rằng là giảm đến tận 56-57 điểm và cái số xuống là hơn 4 và gần 5%, thì thật sự đó là một cái điều mà rất hiếm thấy ở trong lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam. Và thường thường những cái sự kiện này xảy ra nó sẽ là một cái tin đồn, nó chấn động và nó làm bất an cái tâm lý của nhà đầu tư và dẫn tới một cái hệ quả, đó là hệ quả là bán tháo. Chính vì hệ quả bán tháo này thì nó mới tạo ra một cái hệ lụy như thế. Vào sáng nay lúc khoảng 10 giờ thì tôi thấy thị trường có giảm nhưng mà chỉ giảm khoảng 0,7%, tức là nó ở mức độ rất là bình thường. Và đó là cái điều mà cũng rất là thường thấy khi khi mà thời gian vừa rồi thị trường chứng khoán là cũng tăng trưởng, cho nên đây là một đợt điều chỉnh cho rằng là cũng thường thường thôi. Thế nhưng mà đến buổi chiều thì đầu giờ chiều thì với một cái sức xuống như thế này thì người ta đặt một câu hỏi rằng là không hiểu cái điều gì mà làm cho tâm lý của các nhà đầu tư lại có thể dẫn tới một cái tâm lý bi quan như thế, dẫn cái sự bán tháo như thế. Sự bán tháo như thế. Thị trường chứng khoán là một cái thị trường mà thật sự rất nhạy cảm với tin đồn. Cực kỳ nhạy cảm với tin đồn. Quãng thời gian tôi theo dõi thị trường chứng khoán là cũng khoảng tầm 20 năm nay rồi. Và đây là cái điều mà tôi đúc kết ra được. Là một thị trường cực kỳ nhạy cảm với tin đồn. Vậy mà giảm mức độ như vậy mà chúng ta vẫn không rõ tin đồn là gì. Nhưng mà xem qua một số mã thì các bác có thể thấy từ đầu tư phát triển công nghiệp này, là mã BCM này, trong các mã blue chip ấy. Rồi ngân hàng thương mại cổ phần phát triển Việt Nam là BIDV này, thì cũng gọi là trắng bên mua hay gọi là múa bên trăng. Rồi GVL cũng là múa bên trăng, rồi MSN cũng là múa bên trăng, SSI là công ty tài chính cũng múa bên trăng. Đó. Rất kinh khủng. Rồi một loạt những cái thị trường khác. Đó. VRE của Vin
Vincom Retail hiện nay đã rời khỏi rồi thì cũng múa bên trăng luôn. VIX của Vincom thì giảm so với thị trường không nhiều, nó rơi tầm tới 3%. VHM thì khoảng 4,72%, tức là bên bất động sản. Các mã giảm giá chủ yếu ở các mã bất động sản và tài chính. Chủ yếu là các mã bất động sản và tài chính. Vậy thì cái điều gì xảy ra nhỉ? Chả lẽ lại có một chính sách xảy ra, hay là một nhân vật nào đó, hay một cái gì đó liên quan đến chỗ này? Đấy là cái vấn đề về thị trường. Còn là trở lại công cuộc mà liên quan đến chỗ này, thì thật sự tôi chia sẻ với các bác rằng là trong cái vụ án về tài chính, có thể nói là một trong vụ án lớn nhất thế giới là vụ án Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Pháp, thì một trong những kiến nghị đó là kiến nghị những phải làm rõ trách nhiệm của các công ty kiểm toán và thậm chí hàng đầu thế giới, ví dụ như Deloitte, ví dụ là KPMG, là những công ty kiểm toán hàng đầu thế giới, những công ty đã làm những cái báo cáo kiểm toán cho SCB. Và SCB, đây là những công ty thật sự là những công ty hàng đầu. Nhiều bác không biết rằng là ví dụ như ngân hàng thì sẽ thuộc quyền quản lý của bên ngân hàng nhà nước, ngân hàng thương mại cổ phần ấy, thì ngân hàng nhà nước, nhưng mà bên phía của các công ty kiểm toán, các công ty tài chính thì lại thuộc ở bên tổng kiểm toán nhà nước và bộ tài chính. Và trong các loại mà chúng ta đã từng xem cái bộ phim, đó là bộ phim Sói Già Phố Wall, thì chúng ta đều biết rằng là các mafia nổi tiếng thì là các mafia gọi là các mafia đầu nợ, gọi là mafia cổ cồn trắng, những tay mafia mà không phải là cầm đao cầm súng, những tay mafia mà không cần gươm cầm đao, thì thực sự những khuynh đảo thế giới, khuynh đảo phố Wall thì là những tay mafia cổ cồn trắng. Đó là mafia phố mua, hay người ta gọi là mafia tài chính. Và thật sự có nhiều cái câu chuyện về những tay mafia này. Nhưng mà tôi chỉ xin chia sẻ đôi điều với các bác như thế này. Một tên cướp ngân hàng, khi nó xông vào ngân hàng, rút súng rất liều lĩnh, cùng lắm là nó chỉ lấy được khoảng độ tầm vài tỷ đồng. Hoặc như cái phi vụ hàng đầu thế giới thì cũng chỉ là vài chục triệu đô. Nhưng mà những kẻ này thì nhanh chóng bị bắt, và phần lớn cái số tiền thì đều thu hồi. Nhưng đối với cái đội như là cái kẻ cướp bình thường hoặc là những băng cướp chuyên nghiệp, chúng ta đã xem là 12 tên cướp này, bộ phim hai tên cướp bằng đến nổi tiếng này. Thế nhưng mà đối với giới tài chính thì chỉ cần một vài dòng lệnh, chỉ cần một vài thủ đoạn và một vài cái nọ cái kia, họ có thể kiếm được hàng tỷ đô la Mỹ, hàng tỷ đô la Mỹ, và các bạn như thế móc túi được hàng tỷ đô la Mỹ. Và nếu còn cấu kết với cả chính sách, làm sai cái nọ sai cái kia với cả quan chức ở một số quốc gia khác, cấu kết với cả quan chức, cấu kết với cả một số cái để mà trục lợi vân vân, rồi buôn bán thông tin nọ kia, thì xin thưa với các bác rằng là nó làm thiệt hại và móc túi người dân đến hàng chục tỷ đô la. Cho nên ấy, nhiều người thì cứ nhìn mặt bắt hình dong, tức là nhìn những kẻ côn đồ bạo trợ thì coi khinh nó, rồi nhìn những cái kẻ mà đầu bò đầu biếu thì gọi rằng là coi thường nó. Thế nhưng ấy, cái kẻ mà ác nhất, dã man nhất, nhiều khi là xin thưa với các bác, họ là những kẻ ăn mặc lịch lãm, com lê cà vạt, hiểu biết sâu rộng và bước xuống từ những con xe xịn. Cho nên các bác hiểu rằng là trên kênh Nhà Thơ TV luôn luôn có hai cái câu để phân tích các bác rằng là để làm giàu, để cướp được bình dân thì bình thường, nhưng để thao túng một quốc gia như người Do Thái thao túng một quốc gia thì có hai lĩnh vực họ sẽ phải nắm đầu tiên và cố gắng nắm bằng được, đó là lĩnh vực tài chính ngân hàng, và thứ hai là lĩnh vực truyền thông. Một thị trường mà người ta gọi rằng là múa bên trăng, tức là trắng bên mua. Và đây là cái mà chúng ta thấy, đây là rổ VN30 là đang giảm 56,84 điểm, tức là 1,42%. Còn đây là bên phía của VN-Index thì tổng là giảm 4,7%, 59,9 điểm, tức là gần như là không thể không giảm được nữa. Tất cả mọi thứ khác thì đều giảm. Bên HNX 30 thì giảm tới tận 7,92%. Và
Bên phía của HNX thì giảm là trung bình là 4,82%. Tất cả là 172 mã giảm và 35 mã là tăng giá. Cái số lượng bên HNX30 này còn không mã nào tăng giá. Bên phía của VN-Index thì trắng, xin thưa bác rằng chỉ có VN30 thì có một tăng giá. Còn bên phía này thì chỉ có 40 tăng giá và chỉ có hai là tăng trần. Câu hỏi ở đây rằng là tin gì mà khủng khiếp thế này làm cho thị trường sập thế này? Đó. Và liệu rằng nó còn diễn vào ngày mai nữa không? Tôi mong rằng là Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an hay là gì đó hãy cho mọi người biết rằng là tin nào và khủng thế. Bởi vì nếu không giải quyết sớm các tin đồn thì xin thưa rằng thị trường vẫn có thể ở mức độ downtrend. Cảm ơn các bạn rất nhiều.